Bạn đang muốn làm nhà nhưng chưa biết phải làm như nào cho đẹp? Dưới đây là một gợi ý có tôi dành cho bạn. Hoặc bạn muốn tư vấn sao cho phù hợp với công năng, hình dáng, kiến trúc cũng như tài chính của mình, hay liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn. Ngôi nhà hai tầng kiến trúc Pháp là một tác phẩm tuyệt vời, gợi lên vẻ đẹp và sự sang trọng. Với kích thước chiều rộng 11,4m, 19,15m, ngôi nhà này tạo ra một không gian sống thoáng đãng và ấm cúng cho gia đình. Mái thái ngói đỏ là điểm nhấn độc đáo của ngôi nhà. Mái ngói này không chỉ mang lại sự bền vững, mà còn tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời với sơn màu vàng nhạt và màu trắng trên các bức tường. Bề mặt trắng sáng với hoa văn họa tiết đơn giản tạo nên một cảm giác thanh lịch và tinh tế. Bên ngoài, ngôi nhà có một sân vườn nhỏ xanh tươi và được bao bọc bởi hàng rào xây gạch. Sân vườn này tạo ra không gian thư giãn và là nơi thích hợp để gia đình tụ tập và tận hưởng không khí trong lành. Ngoài ra, các cửa sổ lớn trên tầng trên và dưới cho phép ánh sáng tự nhiên rọi vào trong ngôi nhà, tạo ra không gian sáng và thông thoáng. Khi bước vào trong ngôi nhà, bạn sẽ bị mê hoặc bởi không gian nội thất rộng rãi và thiết kế thông minh. Tầng trệt bao gồm một phòng khách rộng và mở, tạo ra một không gian tiếp khách ấm cúng và thoải mái. Ngoài ra, ngôi nhà cũng có một phòng ăn kết hợp với nhà bếp hiện đại, được trang bị đầy đủ các tiện nghi để bạn có thể thưởng thức những bữa ăn ngon lành cùng gia đình. Tầng trên bao gồm các phòng ngủ thoáng đãng và đầy đủ ánh sáng tự nhiên. Mỗi phòng ngủ được thiết kế riêng biệt với không gian riêng tư và tiện ích cá nhân. Các phòng tắm sang trọng cung cấp sự thoải mái và thư giãn cho cả gia đình.
tổng quan. Ngôi nhà 2 tầng kiến trúc Pháp với kích thước chiều rộng 11,4m, 19,15m là một điểm nhấn đẹp mắt trong khu vực. Với mái thái ngói đột độc đáo, kết hợp với sơn màu vàng nhạt và màu trắng với hoa văn họa tiết đơn giản, ngôi nhà này mang lại vẻ đẹp sang trọng và thanh lịch. Nội thất thông minh và không gian sống rộng rãi tạo ra một môi trường sống thoải mái và ấm cúng cho gia đình.